Thầy xin chào tất cả các bạn các em nhé. Ở video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với một câu chất béo. Câu này thì mới thi thôi. Đây là một câu được trích ra trong đề thi giữa kỳ môn hóa lớp 12 năm 2022-2023 của trường Đức Hòa, Long An. Thì câu này thì nhìn thấy nó câu này phải nói thế nào nhỉ? Một câu khá là dị, khá là lạ các bạn ạ. Nó chả phải là quy đổi và chả phải là cái gì cả. Nếu mà bạn nào biết cách làm thì nó rất là ngắn, rất là dễ. Nhưng mà nếu mà không biết làm thì tự nhiên bạn không biết là phải quy đổi hay là phải đặt nó như thế nào, quy về axit hay là như nào, kiểu kiểu vậy. Nó rất là lúng túng trong cái tình huống này. Và nói bạn là câu 78 này thì nó làm một cách rất thông thường thôi, chả phải quy đổi cái gì cả. Rất đơn giản, rất nhanh như sau. Các bạn thầy nghĩ rằng các bạn, để tốt nhất các bạn thì các bạn nên dừng video lại đi. Các bạn tự ngồi, tự làm, tự bấm trước. Rồi sau đó thì sau tầm 5-10 phút, nếu các bạn mà không làm được thì bạn tham khảo video nhé. Còn nếu bạn làm được rồi thì bạn thử so sánh xem cái cách làm đấy và cách làm này, thì thấy cách nào hợp lý hơn thì học theo. Bắt đầu này, câu 78 đề bài cho như sau: đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm có chất béo X và chất béo Y. Anh X thì X mol, anh Y thì là Y mol. Chất béo X thì nó sẽ có phân tử khối lớn hơn chất béo Y. Thu được ở đây, đốt cháy thì thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol nước là 0,15 mol. Mặt khác, cùng một lượng hỗn hợp trên thì tác dụng với 0,07 vừa đủ với 0,07 mol brom trong dung dịch. Biết thủy phân hoàn toàn X hoặc Y thì đều thu được muối axit oleic và axit stearic. Tỷ lệ X trên Y có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? Thế vậy thì ở đây ta sẽ có như sau. Mình sẽ có một cái hỗn hợp. Mình sẽ có một cái hỗn hợp đây. Hỗn hợp đấy thì gồm có anh S và có một anh chất béo X và một thằng chất béo Y. Đấy, hai thằng này. Và đã là chất béo ấy, được chưa? Thì bạn đấy này, dù nó thủy phân thằng X hoặc thằng Y thì đều thu được axit oleic và stearic. Thế nên kiểu gì kiểu nó cũng sẽ chứa cái gốc là C17. Oleic thì phải chứa gốc C17H33CO. Sinh axit stearic thì nó bắt buộc phải chứa cái gốc C17H35CO này. Đấy, kiểu gì cũng phải chứa này. Và nó kiểu gì nó cũng phải gắn với C35 đây. Đấy là điều chắc chắn. Đúng không? Và thằng Y cũng tương tự như vậy. Thằng Y đây sẽ là C17H33CO đây. Đó. Và thằng này cũng sẽ là C17H35. Bởi vì dù thủy phân thằng nào chứ nữa thì nó phải thu được hai axit mà. Lên cái thằng này cũng là C35 đây. Và chỗ càng này cũng là C17 đây. Đó. Chỗ này sẽ là CO C35. Và chỉ lăn tăn một điều rằng, chỉ lăn tăn một điều duy nhất ở đây, đó là cái gốc này sẽ chứa ai. Nhưng đầu bài đây người ta đã nói cái gì ạ? Đầu bài người ta nói là MX lớn hơn MY. MX lớn hơn MY thì bắt buộc thằng MX này phải chứa cái gốc là C17H30 mấy đấy ạ. Đây, thằng này bắt buộc này. X lớn Y mà thì thằng này phải chứa gốc là 35. Đấy, C17H35. Còn thằng Y nhỏ hơn thì bắt buộc nó phải chứa là C7H33H313. Đấy, đấy là điều bắt buộc. Nó chỉ có sinh ra hai axit thôi, thì tức là nó chỉ có được tạo ra từ gốc C7H33 và C7H35 thôi. Nhưng cái vấn đề là cái gốc C17H35 ở thằng X này có bao nhiêu gốc và C17H35 ở thằng Y này có bao nhiêu gốc, thế thôi. Và tóm lại vì thằng X lớn hơn Y nên do đó chỗ này là nhận số 35, còn chỗ này thì nhận số 33. Còn hai càng trên thì giống hệt nhau, ok. Và thằng X thì có số mol là X, thằng Y thì có số mol là Y. Liên quan đốt cháy thì mình sẽ liên quan đến liên quan hiệu CO2 nước thì mình sẽ xét độ bất hòa của nó nhé. Anh này có độ bất hòa bằng này, 3 trước thì đã có pi bằng 3 rồi, cộng thêm đây có một thằng pi ở trong cái gốc C7H33 nữa. Thế vậy thì tổng đây là K của X bằng 4 nhé. Và tương tự như vậy K của Y em sẽ dò ra và thấy là K bằng 5. Đó. Và ta chỉ việc kẹp hệ phát là xong luôn. Đây thì viết luôn chỗ này đi. Chỗ này còn giấy mà. Chốt luôn nhé. Đây là X mol này. Đây là Y mol. Và ta có cái hệ như sau. Tác dụng với brom thì lượng brom đây ra đi là bao nhiêu? Lượng brom ra đi là 0,7. Thì thằng này có một gốc C17H33 thì ăn được một brom thôi, một brom. Ở đây thì cái chất này thì lại có hai gốc C7H33 thì sẽ ăn được hai thằng brom và tổng bằng 0,7. Tiếp ạ. Độ bất hòa K bằng 4 nhé. Hãy nhớ nhớ lại công thức nhé. K trừ 1 đúng không ạ? Nhân với số mol của chất béo thì sẽ bằng số mol của CO2 trừ số mol nước. Cái công thức huyền thoại này thầy dạy mãi rồi. Thì K này 4, 4 trừ 1 bằng 3 đúng không ạ? 3 nhân X, 3 nhân X. Cái này là 5 này, 5 trừ đi 1 thì bằng 4, 3x cộng 4y mà CO2 với nước lệch nhau là 0,15. Và từ đó em sẽ dễ dàng bấm được giá trị x bằng, giá trị y bằng. Cái chỗ này thì thầy bấm thử xem nó bao nhiêu nhé. Hệ hai phương trình hệ ẩn này, 1 này, 2 này, 0,07 này, phương trình thứ hai là 3 này, 4 này, 0,15 này, 0,01 và 0,03. X đây bằng 0,1, y bằng 0,03. Và chúng ta có tỷ lệ là x chia y sẽ bằng 1 chia 3 thì sẽ bằng là 0,33333 này, đó. Thế vậy thì 0,33 nó gần nhất với đáp án nào? Thì nó gần nhất với đáp án C em nhé. Câu này biết làm thì nó dễ, còn không biết làm thì xương phết đấy. Thế nhé bạn nhé. Xin chào các bạn ạ.